Này thiện hiện tất cả pháp đều lấy pháp trụ làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt, vì sao? Vì trong pháp trụ chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến rốt giáo đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện tất cả pháp đều lấy thật tế làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt, vì sao? Vì trong thật tế chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến rốt giáo đều chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy cảnh giới hư không làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì trong cảnh giới hư không chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến rốt giáo đều chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy cảnh giới bất tư nghỉ làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì trong cảnh giới bất tư nghỉ chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy sự bất động làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì trong sự bất động chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy sắc làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao? Vì sắc rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được hướng là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy thọ tưởng hành thức làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy nhãn xứ làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy, chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì nhãn xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy nhĩ tí thể thân ý xứ làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thể thân ý xứ rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp, Đều lấy sắc xứ làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì sắc xứ rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy thanh hương vị xúc pháp xứ làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được uống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến